Xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm này là một cái chụp bao tay của cái xe rim rim Thái hoặc là Super hoặc là Grand Pha anh em cũng có thể gắn được. Nói chung là cho dòng xe Honda. Đó. Thì cái này á, thì thực ra á, thì cái này nó không phải là một cái sản phẩm mà nó gọi là cần thiết ở trên xe, mà nó là một sản phẩm trang trí cho xe anh em ha. Nếu như mà những anh em nào chúng ta không có muốn mà chiếc xe của anh em nó có một cái phong cách là nó đơn giản quá mức, nó tối giản như giống như những chiếc xe rim khác, mà anh em muốn cái xe của mình nó có một cái gì đó độc đáo hơn thì anh em có thể chúng ta quan tâm đến cái sản phẩm này. Thì anh em biết rồi, cái tay lái của chiếc xe bình thường thì nó không có một cái chi tiết gì là nổi trội đặc biệt anh em ha. Thì cái khi mà anh em gắn cái cặp này vô, cái này thì nó sẽ dùng để gắn ở hai cái đầu của cái bao tay. À, còn nếu mà những chiếc xe quay thì nó sẽ có một cái gù kim loại bên ngoài, thì nếu có thể gắn vào cái gù đó cũng được. Đó, thì cái này nó là có cái họa tiết hình mỏ neo và nó được sử dụng cái vật liệu đó là cái inox 304, cho nên là nó có cái độ bền rất là tốt và cái độ bóng rất là ok. Thì cái họa tiết hình mỏ neo này thì nó rất là đẹp, và khi mà anh em chúng ta gắn lên xe thì nhìn nó rất là độc đáo, cái xe của anh em nó sẽ gọi là nó lạ hơn, nó độc hơn ha. Thì giá của một cặp nó sẽ là 100.000 nha anh em nha. Đó, thì những anh em nào mà chúng ta không có thích cái phong cách là đơn giản quá của một chiếc xe rim, xe quay bình thường, thì chúng ta có thể sử dụng cái này cũng được. Mình sẽ cắt thử cho anh em một cặp để anh em coi ha, anh em xem có đẹp hay là như thế nào, thì nó tùy vào anh em. Như Đạt thì thấy nó rất là đẹp. Này thì đương nhiên là nó sẽ tùy vào thẩm mỹ của từng người, có người thì không thích nhưng có người là rất thích. Đó, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thẩm mỹ anh em ạ, chứ không phải là mỗi người nó có mỗi cái thẩm mỹ khác nhau. Có nhiều người thì chê chiếc xe rim nó xấu, gì nó cục mịch, nhưng cũng lại có rất là nhiều người đam mê chiếc xe rim. Thì nó tùy, nhiều người thấy cái form xe rim rất là đẹp, nhưng mà cũng có nhiều người cái form xe rim nó không có được đẹp, giống như những chiếc xe tay ga. Đó, tùy ha anh em ha. Đây, đây là một cái inox chụp này anh em, rất là đẹp luôn. Thì cái này nó sẽ chụp vào cái đầu của cái bao tay của xe rim. À, để mình sẽ đi lấy một cái bao tay của xe rim mà mình chụp vào cho anh em coi nha. Đây, đây là một cái bao tay của xe rim này anh em, mình sẽ chụp vào cho anh em coi thử ha. Mình sẽ cắt ra, mình chụp vào cho anh em coi, mình sẽ làm trực tiếp ở đây luôn để anh em chúng ta có thể nhìn. Anh em về anh em tự có thể tự làm ở nhà nha, không cần phải đưa ra thợ đâu. Đó, không phải cần phải đem ra thợ hay gì đâu. Thì đây, đây là một cái chụp phía bên ngoài này anh em thấy không? Đó, anh em sẽ gắn anh em chụp vào, chụp vào cho đạt ha, rất là đơn giản thôi, không phức tạp đâu anh em, rất là đơn giản, em có thể tự làm tại nhà được, không cần phải đi đâu hết nha. Đó, rồi vậy là anh em đã hoàn thành ha, rất là đẹp anh em thấy không, rất là đẹp đó. Và anh em nhìn này, khi mà anh em để xe như vậy, người ta nhìn qua người ta thấy được là xe anh em có một cái gì đó nó độc đáo hơn, nó cũng giống như là một cái điểm nhấn trên xe vậy đó anh em, thu hút được người khác nhìn hơn, và cái xe của anh em nó cũng mang cái tính thẩm mỹ nó cao hơn. Nhưng mà cũng có nhiều người họ lại không thích gắn cái gì trên xe của họ, nhưng mà còn lại có rất là nhiều người, nhiều anh em thì lại thích là gắn những cái như thế này đó. Thì bình thường nó chỉ có một cái loại đó là nó trắng ở trơn ở đây thôi, nó không có cái hình chi tiết mỏ neo và cái màu vàng gold như thế này. Thì cái này nó đặc điểm của nó là ở trong cái nhân nó sẽ có một lõi màu đen và có cái mỏ neo này, viền xung quanh nó sẽ là một cái màu vàng đồng, màu vàng gold rất là đẹp đó, nó giống là vàng 18 rồi đó anh em. Tuy nhiên á, thì những cái inox bình thường nó sẽ không có cái này, nên cái này nhìn nó rất là đặc biệt, và nhìn có cái màu vàng này nhìn nó cũng sang hơn anh em ạ. Thì với mức giá là 100.000 một đôi nha, 100.000 cho hai con một cặp đó. Thì theo Đạt cái mức giá này cũng rất là hợp lý để anh em chúng ta có thể mua về sử dụng ha. Với cái mức giá 100.000 thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể quan tâm liên hệ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.